Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Nổ luôn à? Nhanh thế? Em vào đây khi nào? Em vào từ qua. Dạ, cởi ngủ ra, cởi áo ra em ơi, cởi hết đồ ra đi. Cởi chỗ đâu? Hoàng Thiệp phải. À vâng, em chỉ có trực chờ anh bắt tay thôi đấy. Có cần phải nâng hẳn ra chỗ nào view nó to nó đẹp đẹp không? Xong luôn. Ôi, nhanh thế. Hả? Cần phải chỗ nào view đẹp hơn không? Ờ, cái chỗ này đang người đông người đứng thế này được rồi. Biển biển đi không? Có giữ. Phải biển có giữ rồi. Bình thường là cây lại về Hà Đông nhưng mà cây này không về nổi Hà Đông rồi. Nhốt cây. Đấy. Đấy, anh cứ hỏi hết chưa? Cái này à? Bảo anh xem chưa? Bắt tay cả mấy cây luôn. Chào bạn. Chào anh em, chào mọi người. Mới vào xem vào. Đúng không anh? Người vào sáng này. Mà em vào lúc chơi đầu chiều. Vào đây cho em xin chụp ảnh cái. Chụp mày quay tin. Chụp hai anh em trước đi. Vào đây. Anh quý ơi. Rồi. À bắt tay mấy Điệp à? Từ từ để em. Điệp à? Để em gọi mình. Điệp luôn à? Chụp ảnh nó kỷ niệm nghe. Vâng. Anh chưa bắt đâu. Dạ. Vô đây. Cái nổ đầu tiên là triển lãm kinh ngọc cả nhà ơi. Đây là cái tác phẩm mà tôi ra mắt với câu lạc bộ bonsai 81 nhân dịp triển lãm cây cảnh nghệ thuật năm 2024 tại Quỳnh Ngọc, Quỳnh Liêu, Nghệ An. Rồi, chúc mừng hai anh em. Chính trang, các bạn Điệp, Nghệ An. Nổ đầu tiên à? Đang ra mấy anh em đứng gần vào đi anh tới. Tới rồi. Anh kia này vào cho em xin kiểu hành. Rồi cái đầu tiên bây giờ nó không phải là cái coi như là cái sung sướng nhất này. Anh đứng vào vị trí của anh. Rồi tuyệt vời quá anh ơi. Cái nổ đầu tiên rồi. Đúng rồi. Anh đúng rồi. Anh mới xin kiểu ảnh. Đúng rồi đấy, đưa máy cho anh. Các tay máy đang bắt đầu đang sẵn sàng sẵn ảnh. Anh đúng rồi, chụp chéo bên kia kìa, nó không bị ngược sáng. Không bị sợ ngược sáng à? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 nào. 2 3 nào. Đứng gần đi anh ơi, đứng gần đi. 2 3 nào. Đó là vỗ tay cái nào. Chúc mừng anh em, đổ rồi. Phải làm quả pháo hoa chứ. Chúc mừng anh họ. Vui quá, vui quá. Ngắm cây. Chúc mừng em tin nhá. Dạ, đúng là đồ quý đấy. Quý mang vào trong Nghệ An lại không có cơ hội mang về. Ừ, không có cơ hội mang về rồi. Em đưa vào 3 cây. 3 cây gì? Mất 2 cây rồi. Chắc là cái ngắm trước rồi. Cây giả lắm anh Thiệp ạ. Ừ, quá quý đấy em ơi. Có thấy cây giả ấy. Em ơi, sang nhìn đồ này. Cây già nhưng mà cây giả. Già không phải già. Anh em Nghệ An ra tay. Mua nửa cái triển lãm này luôn. Nửa triển lãm. Màn này. Thế cho máu. Anh nghe điệp quý là phải ở lại Nghệ An. Đúng rồi. Đấy. Quý là phải vào Nghệ An không cho ra bạn ơi. Cây nào không cho về. Bạn Linh Thiệp tung tin hết lên cho tôi ở. Ôi, đăng xe cho bạn Điệp. Đây. Đẹp quá đồ chơi của tin này. Các bác yên tâm, đồ đẹp sợ không về nổi. Giữ hết. Tiềm lực anh em Nghệ An quá mạnh. Tổ chức được cái sân chơi như này. Tuyển chọn cây thì cho anh em Nghệ An đây. Đây, chuyển khoản hay tiền mặt? Nhiều tiền thế thì chuyển khoản thôi. Cầm tiền mặt đây là đi mấy ngày thì không biết để đâu. Quá tuyệt vời này cả nhà ơi. Tác phẩm đẹp đấy, cực đẹp. Bắt tay cây đầu tiên tại triển lãm Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An nhé cả nhà. Ta cùng chúc mừng cho anh em Quỳnh Ngọc. Đây, toàn cảnh đây, đang sắp xếp tiếp tục những tác phẩm đang về. Những tác phẩm đẹp thì đều nằm trong tầm ngắm của anh em Nghệ An hết. Sân chơi quá đẳng cấp, lịch sử Nghệ An phải không anh Chính? Đúng rồi, cảm ơn anh Hoàng. Đây cái góc chỗ này vừa sắp xếp thêm một số tác phẩm. Bây giờ buổi chiều thì nó hơi ngược nắng nhé, ngược sáng một chút cả nhà. Đấy, tác phẩm của nhà vườn Trần Lâm đã vào vị trí ngay gần cổng. Góc view rất đẹp.
Ui chưa. Nổ rồi, nổ rồi. Sức nóng đang bắt đầu và tôi tin là sẽ còn rất nhiều cái bắt tay nữa. Điểm tin một chút không khí buổi chiều tại Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Cái bắt tay rất bất ngờ. À, đang ngắm cây này thấy khá đẹp. Buổi sáng ngày mai quay thì chợ sẽ rất là đẹp luôn. Chiều thì đúng là ánh sáng nó không được thuận lắm. À, cái chỗ này sắp xếp được rồi đấy này, sắp xếp gọn rồi. Khu vực những cái tác phẩm của ông Thọ Nhựa. Đã ổn định vị trí. Đằng này được kê tạm thì bây giờ đặt một cái góc không gian chỗ này. Vuông vắn xinh đẹp. Long vân quần mộc ở chính giữa. Khả năng là nổ liên tục hề. Tiền múa, chúa cười, vũ điệu mùa xuân của ông Thọ Nhựa. Chúng ta cùng hướng về Nghệ An nhé. Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Không gian trưng bày đẳng cấp. Thôi. Đến chiều hôm nay thì được khoảng 1/2 diện tích rồi. 1/2 diện tích trưng bày rồi. Anh em Nghệ An huy động một lực lượng coi như là nhân sự cực đông, làm rất là chuyên nghiệp, bài bản. Ok, tạm biệt cả nhà. Tôi sẽ cập nhật liên tục thông tin, tin mới nhất, nóng nhất tại triển lãm Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An nha. Quý vị nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo video mới. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo.